Có người tới đòi mua nhà con, nhưng con tính bán rồi. Nhưng mà bây giờ tụi giang hồ nó nói nó không cho con bán. Có 700 triệu mà vô đòi xiết nhà, nó thối con lại 13 triệu à. Ôi, mà đừng có bán nhà mày, mà mày bán cái nhà này xong rồi nó cũng lấy hết tiền. Rồi mày ở đâu? Rồi con nhỏ này, lo con nhỏ này nè. Thôi con không muốn xa bạn Ngọc đâu. Con, đây, chú nói chuyện đàng hoàng. Đây chú đưa con ra đầu đường. Gì chú? Vậy chú? Hả? Có nhỏ này, có hai này lo rồi, ra giang hồ giải quyết. À, chú ơi, chơi kỳ vậy. Không mấy bây giờ là về nhà được, có qua bỏ ông đi. Ông làm giấy từ con đi, tôi nuôi luôn. Thôi mà. Chú phải kéo mạnh qua một cái gì nè. Mạnh gì con phải trượt một chân qua. Thôi đi. Bây giờ chú trượt qua đi. Rồi lại nha. Thôi bây giờ mình tập quay qua cái là ngã lên người xuống thôi. Một, hai. Cô lại buông ra. Đỡ vậy, đỡ không nổi. Đừng buông con đá. Làm gì vậy? Thanh Thiên Bạch Nhật, cái xóm này biết bao nhiêu hộ ở đây, hai người làm trò gì đây vậy? Con học nhảy. Học nhảy gì ở đây mà ôm ấp quá vậy? Mặc học nhảy gì mặc đầm ngắn ngủn vậy? Chú Vinh nói phải mặc vậy mới thấy được cái dáng xoay lắc. Tại sao bao nhiêu lâu rồi ông dạy tôi, ông bắt tôi mặc đồ dài như vậy nhảy với ông? Rồi cô gái này thì ông kêu người ta mặc đầm ngắn nhảy. Cái cặp giò bà tôi nhìn tôi nhảy không có được. Con bé có dáng nó hợp cái dance sport. Cái gì vậy? Gì ông sầm vậy? Con gái chú đó lớn rồi, ý tứ chút đi. Gặp chồng ai cũng nhào vô nhảy được hết trơn hết trời. Nó ở bên nước ngoài về nó quen cái phong cách giao lưu tự tin. Gặp da tùy tục chứ ở nước ngoài phóng khoáng nó khác, ở đây nó khác. Ấn đồ gì đâu mà hở da hở bà khó chịu quá vậy? Tôi thấy khó coi lắm rồi. Tôi dạy tôi kiếm tiền trong nhà mình mà làm. Nghe nè. Mình làm cái gì thì làm. Nói chuyện nhỏ tiếng được hay không? Mày làm tiệm tóc sao đẻ đầu tóc phi nghệ thuật quá vậy? Mỗi nghề người ta làm người ta có cái hôn. Tôi là mỗi ngày phải đổi mỗi kiểu đầu như vậy nè. Khách ta thấy tôi là mới đa dạng, người ta mới vô, người ta ủng hộ. Cuối cùng có ai vô đâu? Tôi nói với ông luôn á, ông Bảy. Vậy được á? Ông nói nhỏ con gái nuôi của ông á là phải bận đồ đàng hoàng. Đó, thấy chưa? Trời ơi, nó bận đồ kiểu đó, khách không có người khách đàng hoàng nào vô hết. Làm ảnh hưởng nguyên cái xóm này. Còn bà nữa, tôi kêu bà qua đây tôi cắt tóc cho đàng hoàng, để đầu tóc nhìn như má mì vậy ha. Nói điên nó không à? Trời. Một số có ba căn nhà mà đủ chuyện xảy ra, không có từng nào không xảy ra chuyện. Bây giờ nói chuyện ba nhà mình. Đêm hôm qua người nào không chịu đóng cái cửa rào? Vợ chồng tôi lớn rồi, lúc nào cũng có ý thức đó. Về là đóng cửa đàng hoàng. Đóng hả? Con chó nó chạy vô. Trời đất ơi, nó làm bậy làm bạ ngay trước cửa nhà tôi. Nó không phải mà một nha, mà nó làm dọc nguyên một dọc vậy nè. Sao nó né nhà tôi, nó như né nhà ông Bảy? Không dám đâu. Mỗi nhà nó làm mấy phát luôn đó, tôi nói cho mà biết. Có ai thấy đâu. Tôi dọn hết rồi. Tôi bây giờ tôi đang nói chuyện ý thức nè. Đêm qua người nào là người vô cuối cùng, không đóng cái cửa nào lại. 8:30 tôi vô ngủ. Còn hai người làm cái gì? Đừng có nói là ngủ sớm, hai người thường thường đi nhảy về khuya lắm. Hôm qua là đi nhảy ở công viên mà trời mưa. 8:15 tụi tôi về rồi. Tôi là 7:30 tôi ngủ. Con Lè, con gái của tôi là cái đứa mà hả công dung ngôn hạnh đàng hoàng, không bao giờ đi sớm về khuya. Lè, hôm qua mấy giờ con về? Dạ, hôm qua 11 giờ con về. Trời ơi! Con gái lứa chưa chồng con có khóa cửa không Lè? Lè, con có khóa cửa không?
Con cũng đang định hỏi vụ này. Ba ơi ba quá trời rồi ba. Hồi hôm qua về quên đóng cửa, không biết nhà có chuyện gì không. Một tôi xong. Xong cái gì mà xong? Chó nó chạy vô đây, nó làm mỗi nhà một bãi. Sáng sớm ba đạp quá trời. Ôi thôi cúi. Chết rồi, xin lỗi mọi người nha. Hôm qua con đi về, cái con mệt quá, con lỡ con chạy vô nhà luôn, con quên mất tiêu đóng cửa rồi. Ông chửi vợ tôi, ông chửi tôi. Hả? Ông vừa phải thôi, giờ là con gái ông nghe chưa? Để nó đi, tôi là người lớn, tôi biết dạy con đàng hoàng. Tôi có con, có cái để dạy, chứ không phải cái thứ mà không có con để dạy. Có tôi dạy con tôi nè. Tại sao hôm qua đi khuya? Thì hôm qua phải viết bài rap mới á, nên mọi người làm khuya quá, con lỡ vậy. Bỏ cái vụ rap đi nghe chưa? Ba cho con đi học, sửa xe máy rồi đó, mốt mình rap xe cho thoải mái. Đừng bao giờ mà mình đi rap về khuya không chịu đóng cửa, làm sáng giờ chửi. Bây giờ phải trước mặt mọi người, ba phải dạy con. Hư nè. Hai tay con là đóng hài hả? Đánh như gì vậy? Đánh là phải đánh vậy nè. Trời ơi, cái này là đánh vợ nha. Không phải mình diễn tả thôi, chú đánh đâu có chúng bà đâu. Thôi nói chung là giờ sân chung, có cửa chung thì có ý thức vậy thôi. Vì con mà nhục nhã quá trời quá đất luôn. Thôi được rồi, con xin lỗi mọi người nhau đi. Bởi vậy tôi thấy không có con cũng có cái lợi lắm. Nhà mỗi người có đứa con gái mà không bao giờ biết dạy hết. Đi vô. Không có con lấy gì mà dạy. Mày em ơi. Chán thiệt chứ. Đi vô trong nhà, không có đi rap đi riết vậy đó. Đi vô trong nhà, giặt bốn cái đầu tóc giả đi. Hớt tóc phơ em trai, mời em trai vô đây. Anh cắt tóc ở đây hả? Đúng rồi, tôi cắt tóc đây nè. Không, cái này là quán cà phê. Cắt tóc phải vô đây ngồi cắt. Dạ không, em không cắt tóc. Ủa, cắt tóc kiếm tôi làm chi? Anh, cái nhà này là nhà anh thuê hay là anh làm chủ? Chính chủ. Sổ là tôi đứng tên, mà tôi để sẵn di chúc rồi, sau này là tôi sang cho nhỏ con gái tôi. Vậy là thời tới cả không nổi rồi anh ơi. Anh có biết là cái khu nhà này nè, là có một đại gia, ta tới đây ta mua hết rồi, mình chỉ còn 3 cái căn này thôi. Cái căn này bình thường á, mình chỉ bán được có 3 tỷ thôi. Nhưng mà bây giờ nếu như anh bán, đây là đại gia mua mà. Đại gia mua cho nên là đại gia sẽ tăng lên gấp 3 lần, 9 tỷ. 9 tỷ thì quên đi. Trời ơi, có người trả tôi 10 tỷ tôi chưa bán đâu ông nội. Nhưng mà chưa hết. Nếu như anh có thể dụ 2 căn nhà này bán cùng một lúc với anh, thì anh có thể bán một căn là 30 tỷ. 30 tỷ? Đúng rồi, giá lên gấp 10 lần. Thiệt không? Cái căn này á là cái diện tích mình cũng chỉ nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cái khu đây là cái khu đất mà người ta cần. Đó là lý do tại sao mà người ta mới trả một cái giá gấp 10 lần. Nhưng mà nếu mà anh có thể đầu tư và anh dụ dỗ cho 2 cái nhà này bán, em sẽ chia phần trăm mỗi căn cho anh là 10%. 30 tỷ một căn, mỗi căn 10%. Như vậy là tôi sẽ được 90 tỷ. Anh thiệt là thông minh, sáng dạ. 36 tỷ. 36 tỷ anh làm gì? Chốt 36 tỷ thì chốt rồi hả anh? Nếu mà có 36 tỷ trong tay thì tôi bỏ 6 tỷ tôi mua nhà, còn 30 tỷ trời đất ơi tôi chơi chừng nào mới hết tiền. Anh đúng là black bean in your area. Ok, cố gắng nha. Em tin vào anh. Mà anh tên gì? Tôi là Hồng. Anh Hồng. Hồng đen cho khu vực bằng đó. Có cái gì không hiểu cái gì luôn á trời. Tiếng Tây, tiếng U tùm lum hết. Đúng là ông thầy tôi nói, Thời tôi tới. Bây giờ tôi biết là tới thiệt rồi. Lai ơi. À, Vinh. Gì dạ? Trời ơi, thiệt, cái tướng này là phải đi thi quốc tế, Vinh ơi. Phải không? Đúng rồi. Lại đây, ngồi đây. Vậy tướng ta vậy. Sao? Mà tới bây giờ tại sao chưa có con? Có đi khám chưa? Khám rồi. Bác sĩ nói bình thường, hai vợ chồng bình thường. Nếu như chú không có bệnh trong người thì tôi bảo đảm với chú là vợ chú có chuyện. Vợ chú có đi khám chưa? Khám rồi, không có, đầy đủ. Hai vợ chồng không có bệnh hoạn gì hết mà tới bây giờ vẫn chưa có con. Sai phong thủy. Nhà này hướng gì? Nhà này là hướng đông. Hướng đông. Mùa đông không lạnh. Cái cung này là cái cung tuyệt tự. Ở cái nhà này mà sanh con được, tôi đi bằng cái đầu, tôi nói thiệt. Sai phong thủy.
tôi có ông thầy, ông coi hay lắm. Ông nói là ngay cái cung này, ngay cái góc này mà ở trong cái căn nhà này là chết. Hai vợ chồng lục đục gây lộn suốt ngày, đúng chưa? Đúng, hay quá. Nè, tối nằm ngủ kế bên vợ mình, hì hà hì hục nhưng không có kết quả gì hết, đúng chưa? Sao hay quá vậy ta? Nè, hai vợ chồng nhảy với nhau, dặm dò nhau hoài, đúng chưa? Đúng luôn, bả cứ dặm dò tôi hoài à. Làm sao, làm sao? E hèm. E hèm gì? Mình, tôi mới nghe cái tin, tôi nghĩ có lý nha mình. Thân thiết gì mà nhỏ to tâm sự quá vậy? Tôi mới khai sáng cho chồng của chị đó chị Lài. Muốn chia rẽ vợ chồng tôi hay tôi gì? Không chia rẽ, tôi chỉ có hướng giúp cho hai người có con. Không, lần này bằng anh Hồng, cách nào? Nhân Hồng, tạo hay tự nhiên? Anh Hồng nói có lý. Cái hướng nhà này ở không có tốt. Theo tôi là hai người nên bán cái nhà này đi. Cái gì? Ai nói với anh là nhà tôi hướng không tốt? Bây giờ tôi nói một câu nè. Hai vợ chồng khỏe mạnh, ăn ở nhau bao nhiêu năm, tại sao không có con? Tại vì nó chưa đến lúc thôi. Làm sao chưa đến lúc được? Con cái là trời cho. Tôi đi coi thầy rồi, thầy nói hướng nhà này là hướng nhà ích tử dượng phu. Ông thầy là nào coi? Muốn bao nhiêu con cũng được, không? Muốn bao nhiêu chồng cũng có. Cái gì? Nhà này là cái nhà hướng nữ quyền, cho nên nữ vô nhà này là luôn luôn là trụ cột trong gia đình. Từ từ rồi sẽ có con, nhưng mà chưa tới lúc thôi. Cái gì à? Cãi lộn hoài vậy hả? Chú bảy ra đây con nói, con nói chú bảy nghe. Muốn có nhưng con, mà bây giờ anh muốn có con liền bây giờ. Thì em sẽ nói ông thầy tới nhà mình đặt một cái gì đó để em có con. Sao một ngày tụi bay không cãi lời ba chị ông nội hả mấy đứa? Tự nhiên bây giờ cái nhà con đang ở, ổng nói cái nhà con sai hướng, sai gì đó không có con được là do cái hướng nhà tập bay tập bạ không? Mình ở trong cái khu này bao nhiêu lâu rồi? Nhà thì xây lớn lên cũng không xây được. Trong khi bây giờ á, con nói thiệt, có người người ta trả 7-8 tỷ chú bảy không chịu bán. Nó thôi kệ, 7-8 tỷ cũng là bình thường. Nhưng mà bây giờ con thấy hoàn cảnh của chú Bảy và con thấy hoàn cảnh của gia đình của ông Vinh với ông Lài. Bây giờ con quyết định, con thân chinh con đi thương lượng với một cái người họ dám trả căn nhà của mình 15 tỷ. 15 tỷ? Một căn 15 tỷ. Chú Bảy tính đi, chú Bảy 15 tỷ, chú Bảy bỏ 5 tỷ ra, chú Bảy mua một căn chung cư cao cấp. Lúc tỷ trước, đó. Còn 10 tỷ chú Bảy làm cái gì? Chú Bảy mở cái quán cà phê tôi nói lớn trà bá lửa. Còn Vinh nó có 15 tỷ nó mua một căn chung cư. Còn 10 tỷ nó ngắt ra 5 tỷ. Mày làm cái gì? Mày mở nguyên một cái trường dạy khiêu vũ. Đúng rồi đó mình. Lớn ơi, nhất thành phố này. Đúng rồi. Phải 15 tỷ. Đối với chú cháu mình là nó lớn. Ở tới lúc chú chết mà vẫn còn tiền. Sao mày mong con chết dữ vậy mày? Không phải ý con nói vậy đó. Nhưng mà khi chú chết cái tiền đó để chi? Thấy không? Để cho tụi con đi. Mày rảnh quá ha. Không, tụi mình đi mua ba cái chung cư gần gần nha. Mình ở chung y chang vậy nè, cũng vui y chang. Cho tự lộn nữa hay gì? Thôi, chú rồi chú cũng già rồi. Biết sống hôm nay là sống ngày mai được không? Nên thôi, ở nhỏ nhỏ giờ cũng vui rồi, chứ bán làm chi? Trời. Đúng rồi, với lại cái hướng nhà tôi đang rất là tốt. Tôi cũng không muốn bán, ở đâu quen đó rồi. Không, mình bán đi. Bán mình bán đi, mình có con đó trời ơi. Bây giờ sao? Bây giờ ông muốn bán đúng không? Ông bán thì ông đi theo ổng đó rồi cuốn gói ở với ổng luôn. Tôi nói tôi không bán là không bán. Sao mà kỳ cục vậy? Nhà vợ chồng mình phải cùng nhau quyết chứ. Đúng rồi, bán đi. Tôi không bán, anh ngộ quá. Tào lao quá, cái nhà người ta bình người ta trả 7-8 tỷ, bây giờ có người đưa 15 tỷ mà không bán là sao? Thôi bây giờ lên 17 tỷ nữa được không? Cái gì? Của ai mua? Ông đại gia mua. Ông đại gia nào? Ổng mới vô bắt tay tôi cái đợp. Ổng nói là bây giờ mỗi căn 15-17 tỷ ông mua hết. Thì anh bán nhà anh đi chứ, mắc gì anh rủ nhà tôi và chú Bảy bán chi? Chú cũng có nhu cầu, mấy đứa bán gì bán đi. Chú Bảy, chú nghĩ đi chú Bảy. Ai cũng có một mục đích sống. Cái mục đích chú Bảy là sống để bán cà phê cốc rồi hả chú Bảy? Kệ tao đi. Tôi cũng vậy, đây là nhà của ba má tôi để lại, thấy không? Tôi có nhiệm vụ giữ căn nhà này, tôi không bán. Ai nhưng mà vợ chồng mình đi là phải có con. Nhà có con thì xin con nuôi. Nhà tôi ở không bao giờ bán. Sao cái bà này, nói bà nghe nha. Bây giờ bà cũng phải bàn cái chuyện này. Nít đi, quỳ gối xuống cho tôi. Trời đất ơi, mới vô bị nẹt cái nó quỳ gối luôn rồi. Nhưng không sao, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ôi, ba ơi, sao ai đập phá nhà mình?
dùng rác từ lưa trước nhà hết rồi. Ôi chết rồi ba ơi ba. Ôi cha ơi, bên này cũng bị xét nợ nè. Ủa gì làm sao chị con? Ba ơi, ba ơi, ba ơi, chết rồi sao ba trả nợ? Ai dán giấy trả nợ ngay nhà mình nè. Chú ơi, sao tự nhiên ba con nợ nần bây giờ bị phá tùm lum hết trơn. Cũng như đây ai dán gì nhà tôi vậy? Ba thiếu nợ ai vậy ba? Ba lại đừng có thiếu nợ ai bao giờ. Trời đất ơi, sao mà ai mà quậy quậy của tôi vậy? Trời ơi, chết rồi. Dọn bớt đi con, dọn. Alo. Trời ơi trời. Cái gì? Chết rồi, ba, gì ba, ba con có chuyện gì không? Đây. Không? Gì vậy? Alo, ai đó? Đừng khóc, sao vậy? Sao? Tôi đây. Ủa, sao chưa tắt máy rồi? Nó cướp, đâu có nghe được. Chú ơi, giờ con sao chứ? Tự nhiên có ai nói ai là... gọi cho con nói cái gì? Không biết, nói ba con bị bắt cóc rồi phải trả tiền cho người ta. À, vậy là con biết rồi chú Bảy ơi. Sao? Là ông Nụ Hồng này, ông thiếu nợ. Rồi cái ổng bị xã hội đen tới đây là đòi nợ bằng cách là nó quậy nguyên cái xóm này. Nên mới là kêu mình bán nhà chung. Đúng như vậy. Không có. Ba con từ trước giờ đâu có đi ra đường, đâu có chơi bời gì đâu. Chỉ tập trung ở trong quán này thôi, làm gì mà có chuyện đó. Giúp ba con đi. Nhưng mà ổng chú, ổng ơi coi đá banh lắm, biết đâu là ổng cá độ đá banh thì sao. Bây giờ đúng từ từ đi, kiếm ổng về đây hỏi cho ra nhẹ đi. Ổng trốn ba rồi, hỏi cho ba rồi. Ổng trốn ba rồi, cho nên là mới tới đây quậy phá ông sao. Cái xóm này đang yên bình là không yên bình được gì nào hết trơn, người ta cũng phải có chuyện người ta. Trời ơi, ba con không có trong nhà vậy là bị bắt cóc thiệt. Bình tĩnh đi con, từ từ con, bình tĩnh đi con. Gọi điện thoại cho ba về đi. Gọi điện thoại cho ba đi, từ từ, đâu cũng có đó. Chết rồi, vậy bắt cóc chú Hồng mà mai mốt bắt cóc tới gì lại? Tự nhiên bắt tôi gì? Chú ơi, rồi em rồi. Ê! Cái gì vậy? Anh Hồng! Ngồi xuống đây coi! Có sao không? Từ. Đừng đụng cho tôi, đau lắm mọi người ơi. Có sao không? Đau. Ủa mà sao nó đánh tôi tạ vậy mà vẫn còn bộ tóc vậy? Không có, nó đập tôi tét đầu. Tôi lấy tóc giả tôi cầm máu đó mọi người ạ. Ai đập? Nói nghe cho con. Giang hồ. Chết rồi, chết giang rồi. Hồ làm gì mình chạy giang hồ đi, vô đây nó quậy nè. Đây nè, đây nó phải không? Con thiếu nợ đó, con chơi đá banh. Thằng bạn nó đưa cái trang mạng, nó kêu cái này chơi game vui lắm, gõ vô thua mấy trăm triệu à. Trời ơi. Trời ơi, tôi mới chặt tay ba mới đi nói lại đó. Mày chơi cái gì? Mày chơi cái gì nghệ thuật như thế này mày không chơi? Đúng rồi. Mày chơi cái gì mấy cái môn cờ bạc đỏ đen chi rồi bây giờ? Anh mắc nợ một mình anh lãnh đi, anh lôi nguyên cái xóm này nợ theo anh là sao vậy? Bị ở trong một xóm mà trời sao giờ? Nó rồi kiếm ở chung thôi. Với mấy người này thì phiền tôi phức. Tôi xin lỗi à. Mọi người, tôi đâu có muốn đâu, tôi thấy nó dán cái mấy cái cột điện á, alo là có tiền, alo là có tiền á, tôi alo nó có tiền quá trời luôn, sao bây giờ nó tiền lẻ. Nhưng mà ba... lãi mẹ lãi con. Ba tiếu người ta bao nhiêu? Ba tiếu nợ cỡ 700 triệu à. 700 triệu. 700 triệu mà nó nói à. Nãy nó cái đầu cắt gân tay gân chân cho tôi liền, tôi năn nỉ quá trời. Nó chặt bớt đi cho ông bớt chơi lại. Bây giờ nè, cái chuyện mình lo bây giờ là không phải là lo cho nó. Con nó có thiệt. Chuyện gì là ai lo cho con này? Không sao đâu. Con cũng nói thiệt với lại chú Bảy luôn. Là có người tới đòi mua nhà con, nhưng con tính bán rồi. Nhưng mà bây giờ cái tụi giang hồ nó nói nó không cho con bán. Có 700 triệu mà vô đòi xiết nhà nó thối con lại 13 triệu à. Ôi ba đừng có bán nhà mày, mà mày bán cái nhà này xong rồi nó cũng lấy hết tiền. Rồi mày ở đâu? Rồi con nhỏ này, lo con nhỏ này nè. Thôi con không muốn xa bạn Ngọc đâu. Bây giờ chứ giờ con không bán. Nó bắt con gái con. Xong rồi hàng xóm của con là nó tới nó lấy người con trái thận đó. Ủa bắt cái giống gì lấy thận tụi tôi? Ủa sao tự nhiên liên quan tới tụi con vậy? Hỏi nó lấy ruột thừa được không? Giờ này mày còn giỡn được hả? Con đang nghiêm túc mà tự nhiên bây giờ tai bay quả gửi đâu lên đầu con vậy? Tại ở chung xóm này nè, người ta nghĩ là ở chung với nhau là gia đình dòng họ nhau. Bây giờ nó muốn bắt bé lè vậy thôi nó thế tôi được không? Ôi con không biết đâu, tại ba hết á. Để tôi giải quyết, cho chú giải quyết, con đứng. Dù gì hai vợ chồng này cũng rất là thương con bé lè, còn con. Đây, chú nói chuyện đàng hoàng. Đây chú đưa con ra đầu đường. Gì chú? Vậy chú? Có nhỏ này có hai này lo rồi.
ra giang hồ giải quyết. Chú ơi chơi kỳ vậy. Không ấy bây giờ là về nhà đừng có qua bỏ ông đi. Ông làm giấy từ con đi, tôi nuôi luôn. Thôi mà. Trời con thấy mấy cô chú ác quá. Mọi người không có thương tôi. Tôi nghĩ vậy nè, bây giờ chú đi giải phẫu thẩm mỹ đi, làm hết cái mặt lại là không ai nhận ra đâu. Trời ơi, nè con, mình đẹp tới đừng có vô duyên. Sớm nay tàu lao. Chứ giờ sao vậy? Tôi là tôi lo cho mọi người. Tôi á, lúc đầu tôi giang hồ nó bắt tôi, nó quýnh tôi quá rồi tôi mới nói là ba tôi cũng là giang hồ. Tôi hỏi là ông Bảy khùng, biết ông Bảy khùng không? Tôi chỉ ông Bảy. Trời đất. Tôi nói tưởng ông Bảy giang hồ. Xong rồi tôi nói mày biết Vinh không? Vinh lại. Đó bây giờ tôi nói xuống tôi nói đòi làm hết nguyên xóm mình luôn nè. Trời ơi. Trời ơi mày bị một quá. Mình phải đưa nguyên xóm mày vô chém. Quýnh con quá con khai. Ông né chừa, con ra rồi. Chừa con ra luôn. Đâu có nó Vinh lại là hai đứa luôn. Hỏi ông Bảy đó là dữ lắm, có con nhỏ ngân sát thủ nữa. Trời ơi, tự nhiên tôi tưởng tôi nói gì cho tụi nó sợ, ai về tụi nó không sợ. Tụi nó nói bây giờ tụi nó kéo xuống rồi, nó đồ chơi mình nè. Bây giờ tôi nghĩ là tụi mình nên bán nhà đi hết đi. Không, báo chính quyền. Ê, đúng mình phải chờ chính quyền can thiệp chú. Đâu, ơi đây, đây. Không mọi người ơi, không mọi người ơi đâu. Tôi cũng cờ bạc, tôi thiếu nợ mà chính quyền cũng bán. Bây giờ mình thiếu tiền thì mình trả tiền đi. Con nghĩ này có ý kiến đó là nhanh nhất. Nó có tiền nó trả thì nó đâu bị vậy con. Thì bây giờ không còn bao nhiêu mình tiền trả góp được không? Trong túi tôi còn chừng 130 ngàn. Cô chú giúp giùm cho ba con. Không, ba không muốn sống nhờ vào tình thương hại của ai hết. Đúng rồi, vậy thôi giải quyết đi, mình đi vô nghỉ ngơi đi. Đi vô đi qua. Mọi người ơi, mọi người. Mày đặc sĩ diện. Mọi người có tính đi. Nếu như mọi người đồng ý được, tôi sẽ bán căn nhà của tôi cho đám giang hồ nó về ở. Thôi ơi ơi, con không ở với giang hồ đâu. Ba tìm cách giúp chú Hồng. Bây giờ vậy. Cái gì cái phải tình là nghĩa xóm, bà con xa không bằng xóm giềng gần. Đó bác Bảy nói vậy là bác Bảy chịu bán nhà hết rồi. Không, đợi bác chút. Cái gì cũng có cách giải quyết. Mau chút. Đào ba con. Đi đây. Từ. Cả cuộc đời chú chỉ có cái sổ tiết kiệm đó, chú nhường lại cho con, rút hết tiền rồi ký tên cho, rồi mày lấy mày trả. Này chỉ có 550 triệu thôi. Chú Bảy ơi, khi nào chú chết thì thôi, còn sống chú vẫn chờ ở đây. Đó là tiền dưỡng già của ba mà ba. Cái tiền này ba không quan trọng nữa con. Ba vẫn chờ ở đây để đợi con gái ba nó về. Bảy ơi, con cảm ơn ông Bảy nhiều lắm, đã giúp cho ba con. Ba con hư tốn mà. Thương nó cũng như là thương con gái, nhưng mà bắt Bảy vẫn ở đây để chờ gái bác nó về. Thôi con có chiếc vòng này nè. Ai vậy mà ba coi được hả? Con ôi gửi mà, cho chú Hồng rồi. Chú Hồng coi trả nợ đi. Còn có nhiêu đây đâu đó. Này con mua cũng được. Đưa đi. 70 mấy triệu á. Đưa được lấy cái gì tháng sau mình này kia. Ủa mọi người làm gì vậy mọi người? Quyên góp đó. Nè. Thôi mà trời, để tôi bán cho tụi giang hồ về đây ở đi. Thôi. Cầm đi, mọi người cho mượn mấy mốt từ từ trả sao cũng được. Tiền đâu mà là trả chú Bảy. Cái cứ này, cầm đi, từ từ này, trả. Này là tiền vợ chồng tôi đi nhảy dành dụm đó. Rất kìa. Còn 100 mấy chục triệu với cái bộ đó cũng mấy chục, cũng 200 rồi. Nói chung là cũng đủ. Chú Bảy thương con, chú Bảy cho con mượn con cảm ơn. Nhưng mà chú Bảy nghĩ đi, con hớt cái đầu 20 ngàn à. Con trả chừng nào mới hết 500 triệu chú Bảy. Chú Bảy thì chỉ có một mong ước là ở đây chờ con gái ruột chú Bảy nó quay về. Dạ. Vì từ nhỏ là đã xa nó rồi. Còn cái cuốn sổ tiết kiệm đó chú Bảy có cũng được, không có cũng được, chú Bảy cho con luôn. Cứ cầm nó xài, coi như là chú Bảy làm rớt mất rồi. Gia đình tôi là không có cho nha, cho mượn đàng hoàng nha, trả đàng hoàng nha. Tôi nãy cũng có nói rồi, cái nhà này là của ba má tôi Hương Quả để lại. Sống chết gì cũng ở đây, không có đi được đâu. Tôi nhảy muốn trèo không mới được nhiêu đó đó. Ba chạy đem tiền đi trả cho người ta đi. Nhưng để mà bây giờ vậy nè, giải quyết được. Mình sai là sai một lần thôi. Tiền bạc nó quan trọng, nhưng mà nó không phải là tất cả. Cái tình làng nghĩa xóm mới là tất cả. Sau lần này thì thôi. Ủa gì vậy? Gì ba tháo ra hết vậy? Ba không... Đức chỉ có bị gì hết á. Trời ơi trời, tôi không ngờ mọi người tốt với tôi tới vậy. Tự nhiên tôi thấy tôi bậy quá. Ủa là sao? Là ta sao? Lừa mọi người hả? Không hiểu gì luôn á. Là vậy nè, có một thằng nó tới. Nó đòi mua nhà. Nó đòi mua 30 tỷ. Xong
Thôi tôi cắn cò, tôi nói với mọi người 17 tỷ. Trời ơi. Sao mấy con giả bộ vậy, cũng làm đau đớn cho mọi người, cho con mượn tiền đúng không? Thì đó, con nghĩ là mấy người toàn là mấy người hiền không mà. Tôi mới nói thí dụ có con đám giang hồ rồi xuống đây rồi nó dày, tưởng mọi người sợ, mọi người bán nhà đi, về mọi người cho tiền tôi. Chắc mày nghĩ là cho mày thiệt hả, thằng quỷ? Đây biết hết nha. Quỷ hết nha. Không quỷ. Nè, 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 nhìn nhìn cái sáng mắt nè. Nhìn cái sáng mắt nè. Nè, nè, nhìn cái sáng mắt nè. Nha. Không có gì bên trong nha. Nè, đồ dởm nha. Dởm hết đi. Là mày đeo vòng giả không nha? Đây đồ giả nha cưng ơi. Dùng ra đường, dùng ra đường. Cái này nó bán ký nha cưng. Trời ơi, nghĩ sao qua mặt? Nghĩ sao qua mặt hả? Hèn gì tôi nói sao mà sao tự nhiên có ai tốt mà cho mấy trăm triệu trả nợ? Không phải là không tốt, nhưng mà quá hiểu rồi. Đúng như vậy. Một lần thôi nha, lần sau là chết đi chưa? Nghe chưa? Không ơi. Dữ quá vậy. Cái gì? Cái gì? Sao rồi? Bò hai bên này không chịu bán, nhưng mà được 30 tỷ, tôi bán nhà tôi luôn. Ai cho bà bán nhà? Bán đi đi, chứ ở bây giờ mặt mũi nào ở đây nữa. Bán con đi. Không đồng ý. 30 tỷ bán mua cái biệt thự ở. Không được, cái thỏa thuận của mình là phải là 3 căn nhà mới được. Còn căn tôi, ông dám mua được như tôi bán luôn. 3 căn nhà là mỗi căn 30 tỷ. Ừ, còn căn tôi nè. Một căn của anh thôi thì 3 tỷ em còn không mua nữa, chờ nghĩ làm sao. Thấy chưa, đáng đời mày chưa. Cái nhà này mà 30 tỷ cái gì anh? Vậy là họ không được hả? Không được, bây giờ là một á là bán 3 căn nhà, mỗi căn 30 tỷ. Còn không, không mua cái gì hết. Tôi không bán. Tôi cũng vậy. Bán không? Tôi không bán, tôi không bán. Vậy đây giùm, đi chỗ khác giùm. Đây giùm, xua đuổi đi. Đây, 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 đây.